Dâu Thảo Thời Khanh, Trai Hiền Châu Tấn ha, treo bức tranh ở trên nhà. Dạ. Nếu mình cọp cho nó cởi. Dạ con đây nè. Ngoài. Ngoài về vậy đó. Ngoài mới ăn hả? Ngoài khỏe. Dạ. Ở đây cả nhà mình qua thăm ngoại ha. Dạ. Ngoài ăn gì á? Ăn bánh bò. Dạ. Bánh bò có bảy đem gì? Dạ. Nè cái canh cái gì? Chứ bơm thôi. Bơm với lựu đạn. Bơm với lựu đạn. Con đem để là cõi mẹ đi, không biết đứa nào về mẹ đã. À, có gì đứa về không biết đứa nào. Về tối hả? Về tối chẳng bầu cho ngoại con. Nó nghỉ hè. Dạ. Dạ. Nghe kể nói về ba chọc ngoại, rồi ngoại buồn rồi giờ phải lo tranh thủ về năn nỉ. Rồi về nói với Cún đấy. Cún ơi mẹ buồn quá, đi dọc đường mà nói bốn lần buồn quá. Buồn quá nói mình vậy, Cún hỏi sao vậy mẹ? Mẹ ghẹo ngoại. hỏi ngoại làm sao mà con mẹ ghẹo ngoại. Mẹ nói ngoại nó cho gửi lời thăm hai đứa cháu khỏe nghe con. Cái mẹ nói mẹ không có gửi đâu. Nó còn nhỏ anh Sơn không gửi lời thăm mẹ thôi chứ sao mẹ gửi lời thăm nó con không có gửi đâu. Ngoại khóc à. Nó... tiền không lấy, không lấy nhận. Than giữ tiền bạc thôi đừng lấy giữ tiền với con. Quay lại Sơn mình. Dạ. Quay lại đằng sau ôm cái mà lại biểu miếng để coi chưa chắc ngoại chưa được vui thôi đi về để sao nay về đây thì sao buồn hay vui? Vui mà vui mà về nhà cũng nhớ con từ đứa mà kệ đó. Chứ giờ sao giờ? À, vậy sao? Biết. À, em về biết nay chủ nhật thế nào à? Nhớ mẹ về chủ không về ha. Hay quá ha. À, M7, Vũ 13, mấy năm ha. Bỏ nó lại ráng chịu thôi. Ở năm vậy cái con rầu đó năm. Ừ. Vậy con rầu vậy. Mời chín. Dạ. Còn hai mình không về mốt con nó bỏ nó ráng chịu đi. Mấy bà ngoại mười mấy đứa con mà ngoại trăm còn có còn tao có hai đứa là sao về mày về đây nhớ con lắm chứ bộ nhớ bỏ cà phê nè. Nhưng mà mấy ăn cà phê à nó nè ăn thử miếng đi chứ thôi no lắm mới ăn nhiều à xem thử ăn thử miếng xem bỏ cà phê hả mày rồi cắt ra cho dạ. Nhà rồi có mười mấy còn mở mới ăn xong rồi. Hồi sáng con phục con mới nói về đâu không thôi anh về thăm mẹ đó. Ừ, về thăm mẹ đó chứ chưa không có tính về thăm bên chị về thăm má mới thay đồ sửa sạn ra là chị điện đó trời thấy nhà Nguyễn điện nó hay ta
khác mà hay ta. Ví dụ vậy đây mà điện đây đó. Rủ về ăn bánh xèo, rủ về nhà má bánh xèo. Hay ra sửa sang về má đây. Ừ. Vậy ghé đây cái gì về má đi á, hái rau, nhổ rau lận đem trả ăn. Hôm nay cũng nhiều rồi mà hôm nay cẩm đâu có về. Quá trời rau. Ở dưới Úc vậy mình ha Úc. Chán bột gì. Bột hả? Dạ. Tối đi bánh tay ăn. Ngon ghê. Ngon ghê bà, ngon ghê. Chị đi uống nó mua chị bịch cho dừa thôi, nó không mua hả? Cho dừa có đồ phòng á. Okay. Ngoại biết là chủ nhật là có con về thăm ha, vui ha. Vui. Tôi rối vậy tôi nói rồi. Sáng cậu Chính qua, nói rủ qua ăn bánh xèo, có tôm gì á, chắc cậu Chính bắt được. Tôm bự quá trời. À, bao hả? Ừ. Lá rồi bự luôn. Vậy thôi, con ha. Nhớ nhau đi xô quá hả? Trời ơi, nó bự hơn cậu Chính, cao hơn cậu Chính quá trời luôn. Trời ơi. Dạ. Anh biết á, nhà con cửa dưới thấp vậy nè, cái ở nhà dưới thì bước lên cái bình thì nó đứng nó đụng, bụp chứ nó nháo nhau nhau bị quá luôn. Làm lại đi tận cách nhà đi cho khỏi đụng đầu. Châu em còn sống. Châu nó được trai, trai tóc, nước da trắng. Châu á, Châu em. Dạ dạ, biết rồi. Thế nào tụi con cũng về. Trời ơi, Út đầu mới nói anh nhắc sáng ấy. Trời ơi, phải ông trời mày cho mình nửa già cũng có sức thôi. Để cho con mắt mình thấy đường, lỗ tai mình nghe, đặng mình coi YouTube được chứ. Để mà biết mà không thấy được cái mẹ làm vậy sao chắc kia sao chịu nổi ta. Không thì bởi vậy mới khổ. Mấy mẹ sướng gì đâu, sướng quá khổ luôn. Sướng đâu sướng. Khổ luôn. Nay nhà cậu Chính. Nay cậu Chính cậu Chính. Cậu Chính ở nay chủ nhật chắc khách đông hả bà Chính? Nay bán sơn tại nay chủ nhật. Rồi bán xong rồi chạy về. Tôm nữa sơn. Tôm này mua hay là bắt? Tôm nhà mình á. Ôi bắt được á hả? Ừ. Rồi ngon dữ vậy. Quá trời, tôm quá trời bự luôn. Chiên bánh xèo mà tôm bự quá. Nó ngon. Rồi, ngon quá trời ngon. Được mấy ký mà nhiều quá cậu Chính? Ký mấy rồi sao? Bự quá trời luôn ha. Đất nữa sơn. Nè ha. Đỏ tươi. Thơm hết. Giờ mình cháy xong rồi đặng mình chiên. Ủa chiên cái gì mà Chính? Chiên bánh xèo. Này là cuốn luôn hả? Chiên bánh xèo bằng con tôm bự luôn đó. Bự này luôn. Ừ. Dí thịt nè sao? Dạ. Hành đặng để làm bột, bắt mượn mẹ con pha bột. Thường thì tôm bánh xèo con nhỏ hơn. Nên, có cái nào mình làm nên là khi mà mình cho vô trong cái chảo mình cháy cái mình cho bột lên luôn. Còn con này bự quá không kịp bự chín quá. À. Bự quá mình phải. Nên là mình chín phải làm trước. Nấu trước đó. Nay Vân Anh có về không bà Chính? Có sao? Ờ, Tướng Anh đi làm hả? Đi làm. Vân Anh từ sáng gì? Dạ. Sáng gì cũng làm. Bữa nay ăn bánh xèo khỏi ăn cơm ha. Trời ơi, đất ơi, mà chỉ cực trời ơi, ăn cái thương thiệt chứ cực quá trời. Mà kêu con muốn vòng đất rồi bắt đầu. Bà ý là sau sáng rồi bán. Bữa về còn nắng như trong cái ráo mà ra. Ồ, nó cũng nốt ráo. Da lại mình da mình mỏng rồi. Ra hái cân mà cái trời vô đó. Vô à. Ta trồng sẵn nha, người ra trời hả? Trời, giỏi quá trời luôn á. Giờ trống bay bye bay. Bye bye. Bái phục. Bái phục mới nó lộn cái bay à. Thấy lộn, nó lộn cái phục. Đâu phải, bái phục là tên chồng tôi. Là né. Bái bay trùng tên cậu xóm tôi chà. Dạ. Bái bay á. Công sớm à, chị nói trống cái dòng nó để cái cuốc sóc lên. Rồi à, trồng rau hủ trồng thì bỏ hột đậu bắp. Mà chắc phải trồng rau tới giữa anh Năm có anh xài. Canh canh tới nửa chừng 20 ngày tới 1 tháng á. Đều có mấy lúa hoa bây giờ đẹp. Nay trồng đây nay. Nay qua đó ngồi ngắm. Đẹp ba. Ngồi trên cái sạp với ngồi ngắm. Đủ màu cái khoan để chiều về lấy cái dẫn văng lên nữa. Đó đúng điệu luôn ha. Rồi cái gì hãy dẫn Sơn Hà Sơn Hùng qua nó nằm. Sơn 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 Kỳ Sơn hả? Con đầu dưới cho học luôn. Đóng cửa nào lại. Cho nó nằm nó bệnh luôn. Đóng cửa nào lại hả? Không nghe về. Đừng có hồng bạn vui. Đầu giá. Sợ đi nói nè. Mà ngoại sợ mình sợ nó. Quê rồi cô ở nhà ở xóm có chị Năm cái bên á, chị nói chị Năm nói gì
Bữa nào tôi chịu khỏe khỏe đèn đi ăn hả, đập nó bữa. Bởi gì vậy? Gì mà đòi đập nó? Cái gì một mình tôi làm có lợi. Tôi hỏi chị chứ đó, chị ra ruộng tôi ra giường. Mà nó nói á, mà nó nói lén mà cho mình nghe. Nó nói hai cái bà này nè, thấy người ta khen khen làm cho dữ. Mà mình đâu có chạy khen, mà còn mắc cỡ với mấy ông nước trà hả, tối rồi lật về để mà ông gửi làm gì tới giờ này không vô. Anh Út Phương với anh sư chủ rồi xuống nước trà đó, anh Dũng rồi đó. Lén hả, anh ấy tối rồi, Dũng tối rồi anh bãi. Ông ấy tối rồi anh bãi. Mình còn sợ hơn quể nữa, mà nó nói hai bà này nè, thấy người ta khen khen còn làm dữ nữa. Thôi bữa nào hai chị em mình đè nó. Không, mà em phải coi nhìn chị Năm xiên nữa. Em nói thiệt xiên nữa. Xiên. Cái tấm xiên chứ không phải. Rồi cái gò đằng kia hả, cỏ rắc nay hơn tuần chưa lại đắng nữa, là nhóc đắng nữa đó. Phải trời nắng phải cuốc lên cho nó chết, nó khô cũng chết. Còn cái mình bỏ hả, bữa nó thành như cái rừng đâu có làm nổi. Hồi nó nhỏ xíu vậy nè, cái mình cuốc cái nhà sờn, còn nó bự, phải cuốc 3-4 cuốc mới lên. Mướn tiền đâu mướn. Trời không ngứa khơi khơi vậy, mấy trăm ngàn ổn vậy. Đó. Vậy đó. Vô dân á. Lâu. Năm cũng muốn vận động á chị. Không phải, mướn không có giờ sơn ra tiền, chị cũng lấy chị vô túi nữa. Chứ cái không muốn đất trống vậy đi lợi mướn bằng chi đó. Vậy thì bỏ quan đó luôn, bỏ quan đó. Bỏ quan chịu nổi, xấu lắm. Anh lên qua. Ngon rồi chị, nãy anh mấy con bánh nha, cho nó được. Để lên không? Ăn cái đi. Ở đặng chị mình nghĩ họ hai sườn hai rau muốn mà ăn á. Dạ, Út kiểu ăn không? Ăn không kịp thì chị Hùng bà cắt cho bò ăn. Dạ, cảm ơn Út. Ủa đám rau không chị cho cảm ăn á. Ngon động ngon. Trời luôn. Rau muốn bò trên giường cái trời mưa mà 2-3 ngày rồi nó ra cục gì nè, những nhiều mà nó non rồi đó, sợ tội. Thôi sợ tội nè. Cho bé thơ á, ngon quá, rau muốn rồi. Trụng nó hèn nè, ngon. Vậy đi đâu mà sách gần dữ vậy? Đó, mặc quần rộng đi xài dắp á. Dạ. Vậy thôi tôi mặc quần xài lỏng đi. Sáng thì ôm mình xin hàng. Sao cái tật con hay ghẹo ngoẹo quá ta? Con khoái ghẹo thì sợ luôn. Sao vậy? Nó vậy chị vô vô mẹ, chị vô vô mẹ. Không chịu tới cái ghẹo vậy đó. Sao chị này ghẹo bị giận đẹp không? Chịu nổi chạy về tiếp hả? Hôm qua đi hết chưa? Dạ, tháng về là mừng vậy đó rồi hả? Tháng về bình thường á là ngoại cưng dì ba với dì Út 13. Nên là ghẹo là ngoại không có giận. Mà nay ghẹo sao giận? Nói phải 5 lần một mình chị buồn quá. Nói vậy chị như chị nói mình buồn quá. Buồn quá, nói buồn quá là như bị khùng luôn nha. Thôi đừng có tôi sợ. Không ghẹo nữa. Mà buồn thiệt quá đó, buồn thiệt. Thằng kia tối sáng rồi về bên đây luôn đó. Nó mới chín chắc vậy không? Có á. Có á, em nhắc lột đâu quá trời kìa. Bữa hôm trái mít bữa sau đó nó cong xíu nó lột ra nó bị uống lỗ trơn. Rồi lột ra chia ra đi tu. Xin ca với thẩm dương thanh. Với nhà ăn cái dĩa kia đó. Còn mấy muối qua chị mới đổ. Mẹ ngồi đây, mẹ mua cái đồng hồ. Sao để ngồi dưới đất, mình ngồi đây tội chết mình lết xuống. Rồi lết xuống. Lết xuống. Cái đồng hồ. Sao mua đồng hồ sao? Đồng hồ hai. Mua đồng hồ cái hả? Bây giờ. Ủa thấy đường thấy có đèn này gửi mua đồng hồ đất muối mẹ bây giờ mẹ ăn thuốc hay quá ha. Hay quá ha. Giỏi rồi đèn xéo gì đây chi đồng hồ này màu đen nó nổi lên chữ vàng gì vậy đó. Sao ra biết không, tối nó ngủ giấc như vậy mà thấy 11 giờ rưỡi cái máy nó chám ăn, cái máy nằm ở trên nó 1 giờ tao ngủ cái đúng 1 giờ cái 3 giờ nó dậy, nó dậy tao dậy được, tao nó cháu tao ăn. Vậy là tối ngày là bạn với đồng hồ đúng không? Vậy cũng hay à. Vậy mua cái nữa đi là hai cái được hai bạn. Còn cái trong phòng cái rồi sao? Cái đồng hồ làm bạn được rồi phải không? Mua cái nữa là được hai thằng bạn. Vui quá. Mua cái nữa vui, mua cái nữa còn hay vui nữa, mua cái thứ ba nữa tối mắt mẹ tỏ. Nói mua đồng hồ vui quá, chị nói mua làm bạn ấy. Nè đó. Rồi giờ chị biểu mua thêm cái nữa, còn không ấy về muốn thằng bạn nữa mua cái nữa gắn tập lưng trong phòng ngủ. Vui lắm, mua đồng hồ vui lắm, biết giờ lên biết giờ vui được lát cái tụi nó về cái buồn nữa à. Không buồn đâu,
Để mình giỏi rằng nó mình ăn chứ. Dạ để đúng rồi. Về hoài rồi công việc nó bỏ sao? Dạ. Nằm nghỉ xin. Còn cái Phục với Cẩm và chị Thu Rừng mới dọn về đây ở kế đây không? Có cái nhà để ở vậy. Cho nó che ngoài cái cây cái bàn kìa. Che tấp liều lý tưởng hai chồng về đây ở không? Không. Cho không? Cho ai? Phục với Cẩm. Nó che ngoài chỗ cái bàn nè. Cho không? Cho đất cái bên đi, cất nhà. À, nó chết vợ mới chuồng gà. Cho đất cái nó mới về. Anh ta nhà lầu nhà đài dữ. Không, cho cái giấy đàng hoàng nó mới về, nhà lầu để đó. Cho mấy đất cái bên là nó về liền. Hiểu không? Không dám, của anh nhắc. Của anh nhắc. Không dám, của anh nhắc. Muốn lắm chứ, mà không dám. Ra ngoài nữa nhắc, đất nó trôn cát, nó trôn xuống hết rồi. Tại đó đó nằm đó ngủ đất mới chưa đập được à, tới 7 giờ cái thằng Tuấn Anh nội ơi vô nhà ngủ đi mũi cát chắc đổ thêm sợ là cát được ha, thêm sợ là cát này có đi làm sớm không ít tiền bây giờ ngay đó be bờ được đi té thì nó buồn có đi qua nhà của anh Sáu con chơi với nhà bà Chín là hai nhà đó thôi cho thẳng luôn chờ cao lại mà nó về nhà rồi cái mẹ nói con ơi vậy mỗi con về rồi má đi ba sáu chơi chút thôi con má dạ để con về con không biết má đâu mà mẹ cũng có lễ phép lắm lâu cái điện thoại chị cho chị kêu xíu lát nó bưng học đồ bắt vô rồi không phải cho nó thầy cô hỏi nó rồi không nói chơi. Vậy để về hổ đi qua thăm chót nó đi kiếm quá trời không biết đâu mà hổ mình chót bệnh đó cái thằng chồng của con nhung dắt qua thăm kiếm quá lắm con làm nói con mới đi đâu anh có xe không có xe không đổ trong đi chạy xe xe dạ con lấy đồ vô rồi tóc ngoài nay cái đầu tóc còn có xíu à nhỏ xíu à. Bằng ôi, nó nhiều đó con. Nhiều hả? Nó nhiều quá rồi đó. Ê. Mà ngoại có cái khăn. Bữa dạ. Nó bự, cái giờ vậy là cái nhiều. À, lấy cái khăn trùm lại hả? À, đúng rồi. Dạ. Hôm nay cái gì là nhiều đó, đây tóc đều lắm nha. Cũng 3 cái. Dạ, ngoại. Đó, nó đều đẹp kia nhổ á, nhổ tóc lớp. Ủa, thành ra nó nhà sửa. Nhà đã sửa. Nhà đã sửa. Bưng hộp đồ bắp với hộp dưa ở ngoài cái đá vô giùm nghe xíu ngay. Nói vậy chứ nó lấy chưa nó học lấy thì nó nói cũng được mà để đi chơi lấy bánh xèo vậy tính đi về đây đâu về nữa có bánh xèo không có vậy hả đổ nó nãy giờ nhiều rồi nó có mời hôm nay có nhiều hết về không biết nữa mà con có lấy rau đem về nhiều lắm mà có xèo lá ăn rau chấm nước mắm đỡ từ đi ơi để chị nó đi con đi nó đi chợ nó mua con với Cẩm nãy hái gì cả thúng rau bưng về rửa rồi nữa kìa hả con với Cẩm hái cả thúng rau lặt rồi rửa sạch bưng về nè hãy không cho bánh xèo thì ăn nước mắm chấm rau tỏi luôn đi chứ con nãy thì nãy có bỏ mấy cái tắc chưa con cũng mấy cái đổ đã giờ rồi không biết có chanh tắc gì là nước mắm rồi hả chưa chưa có chanh tắc gì không hả tắc hả ừ không tay với chanh chanh nhiều không có chanh được chanh nhiều hết thì đủ rồi để coi mở tủ không biết nhớ cốc ở nhà có chút xíu à có người vậy hình như mấy cái cốc còn tới tủ tới nay á thái mà thái nó lớn mà nó ngọt tự nhiên ngồi rùng mình không biết không có ăn chua em có hàng chua không có ngọt mà đâu bây giờ thấy con còn đây nè thấy nè nãy giờ ngồi với mẹ ha nè hôm nay về đây cũng khỏe mà có vũ nửa đêm cái nông quốc khơi hồi 8 giờ 7 giờ vô ngủ rồi cái 8 giờ đâu cái có à thằng Tuấn Anh nhắc nó về nhắc ơi nó nói dạ mẹ quốc khơi mẹ ơi mẹ quốc khơi
cái vô đóng lưng, đâm biết cái thở được. Ôi, lại quá con ơi, khỏe chưa? Khỏe. Nhắc còn ngủ nữa thôi. Hôm nay mạnh giỏi lắm, có một bữa là nghiệp sáng ngày á, tự nhiên ngồi hắt hơi rồi. Hắt hơi. Hắt xì mười mấy 20 cái mẹ. Ông mặt bệt ăn sao? Xong cái dầu chảy lên tiếng. Chạy lên xích cẳng cho mẹ, xích làm như mấy bé gì vậy đó. Chạy lên xích cẳng cho mẹ đấy mẹ. Trai Út à, phải vậy chứ, vậy mới cưng được. Ai bữa ăn thử cái coi biết. Là con á hả, dẫn nhau ra về á. Biết cẳng. Giống như dân thiên không kìa. Ai mà không dẫn nhau á, nó sắp vỏ, người ta dẫn bà cụ đi. Ta nói trời ơi, thật có sẵn mấy bộ phim ta quay. Để mốt kêu Phượng dẫn làm thời khanh. Không, kiếm con cọp cho nó chạy nữa. Mấy thằng dẫn nhau. Thời khanh. Thời khanh cho Tấn hả? Thời khanh cho Tấn. Ngày xưa nhà là trai cái gì? Dâu Thảo Thời Khanh, trai Hiền Châu Tấn ha, treo bức tranh ở trên nhà. Dạ. Với một cọp cho nó cởi. Em với nó hoài nhau. Cọp sao vừa cởi đêm đây. Ở dưới cơ phù. Cởi đêm ra. Trời ơi, không biết cái nào cọp nào là em nữa. Em mấy hai mẹ con vẫn đi cắm cái chị dòm theo cái chị kể con nha. Trời ơi, hai mẹ con vẫn đi mày tội nghiệp mày, tuy như là thôi gì nhân tiên cổng mẹ trở ra đụng phải gốc dừa cổng mẹ trở vô cái gì ông Khanh mới kệ mẹ con họ đi nằm. Kệ mẹ con họ đi nằm rồi thấy vẫn đi giống nhân tiên quá Khanh. Vậy mốt kêu cách mình kiếm tiền chứ sáng nào cũng nha, chạy qua chợ và anh đi kiếm đồ rồi mua cho mẹ nha, xuống kiếm tinh lột rồi kiếm cá ngon rồi xuống là đi xuống liền một hơi. Nó nhảy vậy nhắc ăn cua cơm không mà ở vậy đi kiếm mua tối ngày luôn đó, ngày nào cũng vậy luôn á, lúc nào trong tủ cũng rồi nói thêm câu nữa, bánh nó về thấy nhắc ăn tiền lắm. Câu đó còn chó cái trời, phải có câu đó là con hồng đó. Thì cái câu ở bên đây không có tốn đồng nào hết còn nguyên. Về bản tiền ai cũng cân chia cho chi mua cái đồng mua đồng hồ mua gì cũng cho sáng ngày nhất a má cho tiền nè con mà nghe lắm vậy chứ thấy nó không tiền thì cho tiền nào quá ủa hết kìa. Con nhẹ nhà mình gắn chằng cửa đẹp kiểu thấy giấy tờ luôn à cho tôi vui vẻ đẹp kìa giấy nè tối nghe nha nhắc ơi lại đốt nhang đi con. Cái nó đốt nhang rồi cái gái với trời với thật với thầy mẹ cho tôi mạnh khỏe con tôi cũng vậy chuyện hiền đem tới chuyện giữ cánh đi ai làm ăn khá giả phát đạt rồi dạng ra lấy cánh làm giỏi hết dạng ra ai gái cũng văn quá gái gái tới dạng ra rồi lắm à gái dạng ra phát tấn làm giỏi dạng ra phát tấn dạng ra. À, mưa tới trong gió quá. Bá tánh là cùng trời hết, mạnh giỏi hết. Bye bye. Thằng này tay phục nè. Dạ. Phục không? Sơn. Cái cầu hải quá. Dạ. Cái bắp tay này nữa. Dạ. Cái tay này cầm búa nè. Dạ. Cái ngón tay này cầm búa đó ha. Ngoài lắp đẹp à? Dạ, lắp đẹp là không cầm cỏ hả? Vậy là bự là cầm cỏ hả? Rồi dọn rụm luôn ha. Rụm luôn. Ngon cái sợ luôn Sơn. Dạ. Béo ghê. Nó xèo béo ngậy luôn. Khéo dữ à Thượng. Em có nói em dở đâu, em dở có giỏi mà. Tự hào đó giờ mới biết kìa. Trời ơi mới biết kìa. Vỗ chiều bánh xèo á chị cầm nó về chứ. Ôi vỗ phận chiều bánh xèo á chị cầm không về đâu. Vậy hả? Trời ơi một xong rồi hả? Quá trời luôn nè. Chị chiên biết nào xong ta? Làm hai trái dừa luôn, chẳng hai cái dừa. Hai trái dừa xiêm hả? Hai cái dừa khô. Dừa khô hả? Rồi có nước dừa đổ vô đây nè. Pha bột nước dừa luôn. Dội sợ. Béo dữ à, nghề bán lỗ rồi. Chất lượng quá.
chút. Vậy chị Thanh, vậy mà chín cái thơ thu cho 19. Thấy bực tối vậy. Bay mà sao vô chín giỏi hơn. Nói chưa còn dài lắm, mấy chục năm sao. Lạnh không? Lạnh không? Ngon hả? Dạ. Cái dao này cũng hơi to nữa. Bự. Bự quá. Lấy dao này băm vài cái rã lên. Dao này chỉ dành đập là hay nhất á. Đập chặt. À chặt với lại đập tỏi. Đập tỏi. Rồi, cái nước mắm này có rau rồi đây. Vậy để ngoại ăn trước cho nóng. Vậy kêu ngoại ăn hả? Bánh nó giòn, dạ. Cho ngoại ăn trước đi, tùy ngoại cũng không có chờ nổi. Ngoại em tính lại rau. Rau có sẵn rồi mà chín. Mừng rồi. Rồi, sao còn rau này để lại hai cọng? À để lại, chắc chưa rửa. Chị có rửa mấy con thơm cậu. Nè, quá trời, đất rau luôn nè. Xách về một... Mẹ xách về rau về một bao luôn. Cái rổ rau của mày chín giờ chưa lại không rửa, sợ rửa nữa. Dạ, rửa hư. Để chiều xưa là mấy cái chín không mới tới ăn được, 5-6 cái. À phải chiên 5-6 cái nên chảo mới chiên được ha. Mới tới chiên được rồi. Dạ. Ăn này ăn công cho mấy cái đó dính ăn đó. Rồi năm. Cũng vậy thời đến mày. Ngày xưa cái nào hư cho nó ăn trước à. Ăn nạt. Năm mới 15. Hả? Năm. Mít nhà dốc trồng hả? Thôi nè, thôi thì đâu có lấy mình thôi. Nha. Út trồng nè. Mày cắt đi lát ăn. Cái gì con gốc đó rất no của em lắm kìa. Dạ, hai Út. Để cho ngoại ăn bánh xèo trước nè. Ha nè. Lấy cái dĩa nhỏ ha. Chết bánh ngồi cho má ăn cái nha. Để đổ là áp ăn chứ. Má ăn trước. Chờ ngoại ăn trước. Ngon không ngoại? Ăn từ từ nút đậu nha, Châu ăn vô mà. Châu ăn rồi mà. Tại giờ chiên có một cái chảo à, nên là ăn từ từ để nó nguội, không ngon. Chiên hai cái này sao ơi? Hai cái hả, 19? Chết chảo kia được hả? Kiếm cái chảo khác. Mấy chảo không dính khác. Cái chảo không em tắt ra. Bánh xèo mà vừa chiên xuống liền ăn ngon lắm. Còn mà để lâu chút nó xìu xuống. Nóng nó giòn. Dạ. Trời ơi, cốc trái quá trời như vậy. Hôm nay hái nhiều lắm anh. Đi nha, tập dục có nhạc, có cốc như vậy. Trời ơi, trái quá trời. Được hai cái chảo. Tôm quá trời ngon mẹ, tôm đất nè mẹ. Tôm bạc. Mấy tôm đất à? Dạ. Tôm đất nè. Tôm bạc bự hả? Tôm bạc bự. Tôm bạc nó ngon, tôm đất cũng ngon. Nó vỏ nó mềm á. Dạ. Chiên bánh xèo là tôm bạc ngon nhất phải không? Ăn luôn vỏ ha. À, tôm đất thì thường mình bóc vỏ ra. Rau quá trời luôn ha. Quá trời rau luôn. Bánh xèo mà rau là ngon, rau ngon là nó ngon. Đúng rồi, rau ngon nước mắm ngon. Rửa nóng rau rau xung lên đi. Cái mắt nó tốt quá trời tụi ha. Dạ. Đó là cây gì? Cây sa kê. Nó lên đọt đẹp đây nè. Sống rồi hả? Sống rồi chị, nó lên đọt kìa. Nãy giờ được nửa cho mà chín. Chưa. Trời ơi. Hai chảo luôn. Một dĩa sao dữ ta? Một dĩa đâu hả? Nãy giờ chưa được nửa, cực quá ha. Không có cực gì đâu. Mà vui. Rồi cậu Bảy mày về kìa, rủ cậu Bảy ăn bánh luôn. Cậu Chín đi nhậu lai rai hả? Cậu nói là cậu nhậu xong về. Hay quá, ai về đến trên sầm nhà trên. Cậu nói đến thấy bà rồi. Trên trên nó lén hả? Chết luôn rồi. Chết muốn chết. Trời, chồng chị Ngoan muốn chết không gì. Không muốn chết. Không muốn chết rồi ta. Bụng lúc nãy uống rồi. Thấy anh ngủ rồi nói nãy giờ uống cái gì sao kêu mà. Hôm nay cậu Chín tiếp khách không? Không dám về nữa. Xe đi. Có làm sao? Kỳ đó. Vậy đó. Vậy cậu Chín ăn hay là xách qua bản? Dạ. Rồi có rồi, có rồi ấy ơi. Có rồi, ba đủ, ba. Lấy mấy cái đi cầm bánh nè. Dạ. Dạ bưng bánh lên hả? Để chiên nhé, chiên cái đó để ăn đi, chiên nè. Ăn đi. Có cái nào.
mình hai cái là nhanh lắm. Thôi mình ăn đi để cho chuyện khác đi. Đau không? Mấy cái? Mấy cái đây, mọi đứa hả? Vậy lấy ba cái đi, chút xíu qua lấy tiếp. Chia ra. Cái đủ luôn rồi chứ không có. Rau. Dĩa rau, lấy một dĩa rau à, bạch hả? Bả nó nhậu giò heo nó ăn với hỏi với xào giá hẹn. Má ăn rồi á, ăn rau được không? Ăn hai đồ. Má ăn rồi. Dĩa luôn. Dĩa rau. Dĩa rau vậy đó. Mà sợ rau nha. Ngon không? Ngon không á? Rau sống này nhà nhà trồng nên không có sợ thuốc, mình mới ăn sống. Yên tâm. Ngồi chơi. Mà coi ăn. Mẹ ngồi chơi mẹ. Ngoại sợ ăn người ta có ngó miệng kỳ, ngoại ăn trước. Nói sơn đâu nè Dinh. Dạ. Nhắc ơi. Nè. Lên đây nha. Dành bảy sang cho ha. Dạ, gọi chính. Rồi gọi chính đi đi. Gọi chính ngồi bển luôn hả? Dạ. Bên đây đâu có đế. Bên kia nó có đế. Rồi. Ủa bây giờ đưa bưng ghế ăn hả? Dạ. Dạ. Rồi, tắm rồi đó đi. Dạ, em ngồi. Vậy Phượng tắt bếp đi ăn Phượng. Em chiên đi, em chiên em ăn sao? Con đi coi. Em chiên ăn trước đó. Chị Năm chém đó chị Năm. Em phải khoái chiên nữa chứ, em khoái chiên có được hai ăn ha. Dạ có. Ngoài sơn sơn mấy phần. À, rau này là không có tốn tiền mua này nha. Đầy đủ luôn á, dì Út. Có mấy người bạn không ngại á. Vậy hả? Ủa, có đủ khanh mà đâu. Có khanh không có về được, cái mới xanh đâu. Năm xanh sắp có đám giỗ nên là bận rộn. Chuẩn bị đám giỗ rồi hả? Dạ. Thấy trong bụng cứ vậy. Có vẻ buồn buồn. Không có năm đám giỗ làm sơ sơ à. Không phải, ý là đi về không được á. Không phải đi về được. Buồn thiệt cái chứ. Buồn thiệt cái chứ. Lâu lâu về vui mà đi không được. Rồi, phục cái cẩm năng vậy đó đi chị Sơn Diễn này. Dạ. Mẹ để mẹ vô dọn phụ mà dì Út nó thở khỏi. Dạ. Ngon quá. Lâu lâu về để cho chủ nhà tự đủ loại rau là ha. Tự tung tự tác. Tự tung tự tác hả? Có cái lá cốc nè. Lá cách nữa nè, cốc lá cách đủ trà. Rồi bây giờ mình nghỉ tay mình ăn bánh xèo nha. Mời cả nhà ha. À, bữa nay ghé nhà ngoại chơi ăn bánh xèo mới chín nè. Rồi tạm biệt cả nhà ha, hẹn gặp lại. Đây là cẩm thật. Sơn đâu? Sơn biết dân rồi. Thử ngoài coi Sơn đâu. Ông xèo quay xấu lắm á, ngọt. Cái đó mẩn thương năm. Ăn phải ngon á. Đây là ai đây? Hai đây. Ai đây đó? Ca hả? Ba. Dạ, ba. Ủa, ba. Tối ngủ được không? Được 10 bữa. Bữa 5 bữa ngủ được 4 bữa. Còn bữa thì thẻ thích đi làm này ngủ quá rồi. Dạ hả? Rồi làm đêm đâu ngủ được. Rồi bữa đó. Hồi nãy về, ghé ngoại trước. Hồi nãy về ghé ra ngoại trước. Rồi xem ca nữa.